Buổi sáng cả nhà yêu quốc kem. Thì hôm nay là thứ bảy, mình sẽ quay một cái video gọi là kiểu spend a day with me, hanging out. Thì hôm nay mình có hai cuộc hẹn với bạn mình. Thì bây giờ đã là 9 rưỡi rồi, 10 giờ thì mình có một hẹn với một chị bạn của mình. Xong rồi buổi chiều thì mình có hẹn với thêm hai đứa bạn của mình nữa. Thì ok, thì mình sẽ dẫn các bạn đi chơi với mình, xem mình đi đâu. Mình cũng chỉ đi cà phê này nọ, các thứ linh tinh thôi. Nên là có gì trong ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ đã là 9:40 rồi, có nghĩa là 20 phút nữa thì mình sẽ phải xuống dưới nhà, tại vì chị bạn mình đến. Thì bây giờ mình sẽ phải thay quần áo, tất cả mình còn phải cắt móng tay nữa. Tự nhiên kiểu móng tay mình nó bị dài, mới có 2 tuần nó đã dài lên nhanh rồi. Ok, mình sẽ cắt luôn. Ok, mình đã cắt xong rồi. Trời ơi, hôm nay kiểu trời bắt đầu lạnh lên rồi ý. Hôm nay bây giờ đang là 23 độ. Kiểu là sweater weather, mình có thể mặc được áo sweater. Nhưng mà mình vẫn đang phân vân là không biết mình mặc quần ngắn hay quần dài. Tại vì nếu mà cái áo sweater đi với quần dài nó sẽ fit hơn. Nhưng mà mình thích mặc quần ngắn, mặc quần dài thì nó hơi khó chịu. Tại vì cũng không phải đến nỗi kiểu quá lạnh ấy. Nhưng mà mình không biết. Để tính xem nào. Thay xong áo ở đây thì mình mặc một cái sweater. Trong vlog trước thì mình có unbox cái này rồi. Có một chữ mark bình thường như này thôi. Ok, thì bây giờ mình đang đi ra chỗ cà phê với bạn mình đây. Cốc tròn tròn này. Mình sẽ update cho các bạn một tí về cái da mặt của mình. Thì các bạn có thể thấy mình đang bị breakout. Mình đang đeo mũ tại vì cái tóc mình nó bị lởm chởm quá ấy. Trên cam thì nó cũng không có lộ rõ được nhiều khuyết điểm ấy. Vẫn kinh ấy, các bạn có thể thấy mụn bọc. Mình kiểu chỗ này ấy, mình không biết là cái gì luôn ấy. Kiểu bao nhiêu mụn xong nó gộp lại thành kiểu một cái nhóm ấy, xong nó trụ trong trụ ở chỗ hai chỗ này này. Trước hồi tháng 6 đầu hè thì mình chỉ có mụn li ti thôi, thì mình có hỏi mọi người xung quanh là mình nên dùng cái gì, xong rồi mình có dùng một bộ sản phẩm của cái hãng nhưng mà thực sự nó không có tốt, và mình đã dùng được khoảng tầm một tuần nên là mình đã dừng sau khi đấy, tại vì mình đã lên mụn bọc. Mình đã mua một bộ sản phẩm khác của cái hãng xong rồi mình dùng, xong rồi nó bắt đầu nổi mụn, nó thành to ra, xong rồi nó thành kiểu nó sưng bầm lên luôn ấy, nhìn trông rất là kinh. Thế là mình đã quyết định đi bác sĩ da liễu. Thì thứ hai tuần này là mấy ngày trước ấy, để mình đi khám thì người ta có đưa thuốc cho mình, với cả người ta đưa nguyên một bộ sản phẩm mới để mình dùng, với cả người ta có thể theo dõi được mình dùng những cái gì chính xác nhất ấy. Sau đấy một ngày, ba tuần này thì mình có đi bóp mụn. Đây là thành quả sau khi bóp, thì gần như nó đã hết mụn bọc rồi, nó không còn nhiều mụn bọc nữa. Nhưng cái mụn li ti quanh chỗ này của mình thì cũng người ta đã bóp gần hết rồi. Ở trên gương thì nó khác hơn, nhưng mà thì nó kiểu màu mụn nó đậm hơn ấy, nhưng mà trên cam này nó không đậm được. Ok, thì mình đã thay lại áo mới rồi đây. Thì ra không phải mới lắm, mình đã mặc áo này rồi. Thì áo này vẫn là cái hau nhỏ nhỏ ở trong video trước của mình. Mình sẽ để cái link ở đây. Bên nào nhỉ? Một là bên này, hai là bên này. Thì áo này của BTS, nó là một cái merch ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi tăng hai với bạn mình. Bạn mình đang đến để nó đón mình rồi. Các bạn ơi, bạn mình cái kìa, con nào tím. Ok mọi người, mình đã vừa gửi xe xong rồi. Đây là bạn mình. Thực ra là hôm nay mình đi đi sinh nhật sớm bạn mình. Bạn mình sinh nhật sớm mày mà. Bạn mình sinh nhật ngày mùng 4 tháng 11 là thứ tư tuần sau. Thì bây giờ mới là 31 tháng 10. Từ từ tí ta tăng này cho chào bạn. Vừa đấy kiểu mình vừa tập. Mình vừa tập lái xe ấy. Xong rồi lấy kiểu cái quán cà phê nó ở trong ngõ mà. Xong rồi mình đi vào ngõ. Xong rồi mình phải quay đầu ấy, tại vì mình phải đỗ xe ở ngoài mà. Xong rồi mình quay đầu mình không biết quay ấy. Xong rồi mình đâm vào ông bảo vệ. Ok, mình sẽ tag Instagram của bạn là gì. Đây, quán này là Gather, nhầm Gather. Gather, quá luôn ấy. Đây mình đang chọn đồ, đây là cái menu.
Ok mọi người, thì bây giờ mình đã chuyển qua ở đây tại vì chỗ ra đời kia nó đông quá. Mình với cả kiểu nó chỉ có ở bên ngồi ngoài thôi ấy. Xong rồi thì tự nhiên nó mưa nên là mình quyết định sang ở đây. Ở đây thì cũng gần cái bên bọn mình đang gọi đồ ăn. Mình vừa order đồ ăn ở bên, mình cũng đang chờ ra đồ ăn. Đây mình đã gọi đây, đây là nước ép dưa hấu. Đây là trà gì chị? Trà xanh hương thảo. Còn đây cà phê trứng. Và đây là spaghetti kem. Bánh sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Linh nè. Ước đi Linh. Nào, ước đi. Mày không hát cho thăm mình. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi ăn nem nướng. Ba mình đang chở mình về nè. Ủa, đông quá, đông. Ok, thì bà mình vừa mới đi mua đồ với bạn mình. Vừa lấy mình ăn nem chua rán nên mình sẽ có một cái tí review nhẹ. Mày thấy quán đấy nào? Ừ, cũng được. Mình thấy quán đấy bình thường gọi là nó đông ấy, nhưng mà thực ra nó cũng không không ngon lắm. Không nên ăn quán đấy. Nó ở số 10 Ấu Triệu. Ừ, ok, bây mình sẽ em vóc mọi người luôn nhé. Bye bye mọi người. Thank you.